Video Kiếm Hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 71 Sa Mạc Nhất Hùng, tác giả Tư Mã Tử Yên, diễn giả đọc Chương Vũ. Sắc mặt của Trương Dân Trúc lúc này trở nên hết sức khó coi. Hắn giọng hỏi Quan Sơn Nguyệt: Người đã nói cho hắn biết về hãn hải tầm pháp rồi hay sao? Cuối cùng thì ngươi đã cho bao nhiêu người biết rồi? Quan Sơn Nguyệt đáp: Ai cũng biết, đây không phải là bí mật gì nữa. Tại hạ thấy cần phải công khai vụ này để tất cả mọi người đều có cơ hội. Trương Dân Trúc giận dữ hét lên: Tại sao ngươi làm như thế hả? Quan Sơn Nguyệt nói rất bình tĩnh: Lão ba đã ép tại hạ nói ra. Lão ba nghĩ rằng ai có được công phu này sẽ hùng bá thiên hạ, nên tại hạ phải dựng ra người để lão bá lao tâm suy nghĩ. Trương Dân Trúc cười nhạt nói: Hài đô, biện pháp này của ngươi chỉ chút ít phiền hà cho ta mà thôi. Thế là danh sách trong số đen của ta lại có thêm mấy cái tên nữa. Khổng Văn Kỷ mỉm cười: Trương Dân Trúc, không cần lo lắng đến như thế đâu. Quan Sơn Nguyệt đã lừa gạt ngươi. Hiện nay thì nơi giấu bí kíp đó chỉ có ta và Quan Sơn Nguyệt biết, mà hai người chúng ta từ lâu đã có trong sổ đen của ngươi rồi. Lưu Ảo Phu dùng thanh kiếm trên tay một lượt, y bước tới kêu lên: Khổng Văn Kỷ, tại sao ngươi nhúng tay vào giúp đỡ Quan Sơn Nguyệt? Khổng Văn Kỷ mỉm cười: Tuy rằng Quan Sơn Nguyệt đối với ta có mối thù giết huynh trưởng, nhưng trách nhiệm chính trong cái vụ này là phải do Trương Dân Trúc gánh vác. Các ngươi lợi dụng ta để đối phó với Quan Sơn Nguyệt, nhưng không giấu nổi chuyện Trương Dân Trúc chủ trì phía sau âm mưu đó. Suốt đời ta hận nhất là những kẻ lừa dối, giỡn mặt với mình. Vì thế ta thà hợp tác với kẻ thù còn hơn bị đồng minh lừa gạt. Lưu Ảo Phu quay lại hỏi Kỳ Hạo đang đứng kế bên: Kỳ Hạo, vụ này giải thích ra sao đây? Kỳ Hạo ấp úng nói: Ta không biết. Lưu Ảo Phu giận dữ hỏi: Tại sao ngươi không biết chứ? Số người ở Đả Tiễn Lồ đều do ngươi chỉ huy cả. Trong báo cáo của họ sao không nhắc đến chuyện này? Khổng Văn Kỷ lớn tiếng: Ta tin rằng trong báo cáo đó nhất định có vụ này, chỉ là chúng không dám nói cho ngươi biết mà thôi. Vì Phi Tràng, người bảo mẫu của ngươi đã chết dưới tay ta. Sắc mặt của Trương Dân Trúc trầm hẳn xuống, y lên tiếng hỏi: Kỳ Hạo, có phải như vậy không? Thần sắc của Kỳ Hạo thay đổi hẳn, y ấp úng: Đúng vậy, nhưng không thể trách tại hạ giấu giếm không báo cáo. Chỉ vì lão gia tính toán đã sai mấy chỗ. Khi giới thiệu Khổng Văn Kỷ cho lão gia, tại hạ từng nói với lão gia là phải trọng dụng Khổng Thúc Thúc. Lão gia lại không chịu tin tưởng, vẫn đưa Á Phi Tràng đến kiềm chế Thúc Thúc, khiến cho Thúc Thúc ngã lòng về phía bên kia. Khổng Văn Kỷ mỉm cười: Kỳ Hạo à, nói như ngươi là quá ngu rồi. Trương Dân Trúc có thể không hiểu bản lãnh của ta tới đâu, nhưng ngươi cố ý giấu đi không nói rõ thì đúng là có tấm lòng hiểm ác đó. Nhất định là ngươi dự tính sau khi thành công sẽ lợi dụng ta để trừ khử Trương Dân Trúc. Kỳ Hạo lo lắng vội vã nói: Khổng Thúc Thúc, tiểu điệt nể mặt Linh Linh nên mới giấu giếm cho Thúc Thúc. Tại sao Thúc Thúc trở ngược lại nói xấu tiểu điệt vậy chứ? Trương Dân Trúc cười khẩy: Kỳ Hạo, ngươi không cần xảo trá nữa đâu. Ta tin rằng dụng tâm của ngươi nhất định là như vậy. Hơn nữa ta đã phòng hờ từ lâu rồi. Ta phái Phi Tràng đến chính là để giám sát hành động của Khổng Văn Kỷ. Chỉ vì ta xem thường Khổng Văn Kỷ nên mới có vụ thất bại này. Hơn nữa ta vẫn tin rằng các ngươi còn một đồng đảng bí mật có thể hợp tác được. Hạ Linh giận xoay người phóng đến chỗ của Kỳ Hạo, dùng tay toàn đánh xuống. Trương Dân Trúc hét lên: Người làm cái gì vậy? Người muốn giết người bịt miệng hay sao? Hạ Linh giận lên tiếng đáp: Sốt sinh này đã hai lòng không giết hắn sao được? Trương Dân Trúc cười thầm tiếng: Người có hai lòng, không chỉ một mình hắn. Người làm như vậy không phải chứng tỏ mình yếu đuối sợ sệt có tật giật mình hay sao? Lùi về đi, ta
ta không muốn các ngươi tệ hại như thế. Tạ Linh giận hoảng sợ lùi lại. Lưu Áo Phu ngẩn người ra hỏi: Lão gia, Tạ huynh cũng biết vụ này sao? Trương Dân Trúc cười lớn: Biết mà thôi ư, chính hắn đứng chủ mưu phía sau. Ngươi nghĩ xem hắn có quan hệ gì với Kỳ Hạo, việc gì mà hắn không biết chứ? Lưu Áo Phu ngạc nhiên nói: Điều này thì tại hạ không hiểu rõ. Tạ Linh giận thấy sự việc đã bại lộ rồi, bèn thẳng thắn nói luôn: Có gì mà không rõ đâu, Tạ mỗ không phải loại người chịu ở dưới tay người khác. Bây giờ mà không tìm kế thì suốt đời ta không thể ngóc đầu lên được, phải chịu số phận làm nô lệ như thế này. Trương Dân Trúc cười lớn: Vậy là đúng rồi, ta vốn không có phản đối giả tâm của ngươi. Trên thực tế ngươi nhầm vào ta không phải là vô lý. Quang Sơn Nguyệt chưa chắc muốn giết ngươi, ngươi từng tha ngươi mấy lần, chỉ muốn hạn chế hoạt động của ngươi thôi. Thế mà ngươi ngã sang phía ta chỉ là để trừ khử hắn, điều này không quá miễn cưỡng hay sao? Quang Sơn Nguyệt không hạn chế ngươi lắm thì còn ngươi ở chỗ ta lại hoàn toàn không có chút tự do nào, thế thì ngươi nhẫn nhịn được mãi sao? Tạ Linh giận thở nhẹ ra: Hoàn toàn đã ép ta không thể nhẫn nhịn được nữa, nên phải cố mà tìm cơ hội. Trương Dân Trúc bật cười: Cho nên ngươi mới nhắm vào Khổng Văn Kỷ, tầm nhìn của ngươi không thể gọi là kém cỏi. Hắn và Quang Sơn Nguyệt là kẻ thù không đội trời chung, mà ta cũng là quan gia của hắn. Đợi giết xong Quang Sơn Nguyệt rồi các ngươi mới bàn tính tới đối phó với hắn ta, thì hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng tại sao các ngươi không nói rõ nội tình cho hắn biết trước chứ? Tạ Linh giận dữ nói: Tình họ Khổng quá cố chấp đi. Hắn đòi trừ khử người trước rồi mới chịu đối phó với Quang Sơn Nguyệt. Nếu chúng ta không đành phải giấu giếm hắn, không ngờ phi tràng đã tiết lộ hết rồi. Trương Dân Trúc hỏi: Các người tưởng là hắn đối phó được nổi với ta hay sao? Trương Văn Kỷ kêu ngạo lên tiếng: Trương Dân Trúc, nếu viên trấn thiên cương lôi vừa rồi ném vào ngươi thì ngươi sẽ biết ta đối phó được với ngươi hay không ngay. Ta không tin rằng xương cốt của ngươi cứng cáp hơn con nhân giao đó. Trương Dân Trúc mỉm cười: Không sai, ta biết trấn thiên càng lôi là lợi hại, nhưng ta cũng biết ngươi chỉ có hai viên thôi. Ở Đã Tiễn Lô ngươi đã dùng mất một viên rồi, bây giờ dùng nốt viên cuối cùng rồi. Khổng Văn Kỷ sắc mặt lúc này không hề thay đổi: Ta chế ra hai viên cương lôi đó là để đối phó với ngươi và Quang Sơn Nguyệt. Viên dùng cho Quang Sơn Nguyệt ta đã tự thôi, vì hắn đã biết hết rồi nên nếu sử dụng cũng chưa chắc có hiệu quả gì. Hơn nữa ta cảm thấy Quang Sơn Nguyệt xứng là hào kiệt, nên phải quyết một phen thắng bại với hắn bằng gió công mới có ý nghĩa. Còn viên dùng để đối phó với người, ta vốn không muốn dùng tới nhanh chóng như thế. Trương Dân Trúc hỏi: Thế thì sao ngươi không kiên nhẫn nữa mà đã ném ra rồi vậy? Khổng Văn Kỷ cười ha hả: Ta cảm thấy dùng ngay lúc này có hiệu quả hơn, vì ngươi đã biết rõ ta rồi, sau này khó mà có cơ hội để ám toán ngươi. Có thể ngươi sẽ ra tay đối phó với ta trước, ta không bao giờ mạo hiểm để làm những chuyện mình không có dám chắc. Trương Dân Trúc cười nhạt: Thế thì bây giờ ngươi đã nắm chắc được gì? Khổng Văn Kỷ chỉ vào Trương Thanh Thanh nói: Con gái của ngươi lúc này đã hoàn toàn đoạn tuyệt tình nghĩa với ngươi rồi. Với cơ trí và y thuật của nàng ấy, sau này đủ trở thành họa lớn cho người. Nên ta dùng viên trấn thiên cương lôi để giết chết con nhân vào cứu nàng là hợp lý, vừa hiệu quả lại vừa dễ thành công hơn so với trực tiếp đối phó với người. Sắc mặt của Trương Dân Trúc hơi thay đổi: Nói bậy, tình nghĩa cha con của chúng ta không thể bị ngươi ly gián đâu. Trương Thanh Thanh nói một cách lạnh nhạt: Gia gia, bây giờ gia gia nói câu này đã quá muộn rồi. Trương Dân Trúc liền nói: Thanh Thanh, con không nên hiểu lầm, nhân giao là do Lệ Hoa thả ra kia mà. Trương Thanh Thanh trầm hẳn giọng rồi nói: Di nương chỉ bị cha lợi dụng mà thôi, chính cha đã cố ý tạo ra cơ hội cho di nương.
Trương Dân Trúc đang muốn mở miệng biện minh thì Âm Lệ Hoa đã thay đổi sắc mặt, bà lên tiếng: "Không sai, lão gia. Chính lão gia đã tạo cơ hội, lão gia đã muốn vậy từ lâu, đoán được ta sẽ làm như thế." Trương Dân Trúc giận dữ: "Nói bậy!" Âm Lệ Hoa nói: "Không bậy tí nào, lão già biết khi ta thấy Quang Sơn Nguyệt chưa chết, nhất định sẽ hận Thanh Thanh đến tận xương tủy, nên mới giả bộ đến dìu ta." Trương Dân Trúc giận dữ nói: "Ngươi thật sự không biết tốt xấu là cái gì cả, chỉ vì ngươi đã bị thương thôi." Âm Lệ Hoa cười nhẹ: "Lúc ta bị thương, lão già đã nhẫn tâm từ chối chữa trị cho ta. Chữa trị cho ta chính là bàn tay của Thanh Thanh. Rồi trong lúc lộn xộn, lão già bỗng nói cái chết của Quang Sơn Nguyệt là trò lừa đảo, bắt ta đến đây nhìn thấy tất cả, để lòng ta nảy sinh ra mối hận. Lúc đó ta đau đớn vô cùng, vừa bò vừa lết đến được nơi đây. Ngay lúc đó tại sao lão già không nghĩ đến chuyện dìu ta đi với?" Sắc mặt của Trương Dân Trúc lúc này hết xanh rồi đến đỏ. Một hồi y mới nói một giọng lạnh nhạt: "Không sai, có thể hôm nay và ngày mà ta thất bại nhất, không có việc nào thành công cả. Xem ra ta phải dựa vào bản lãnh của chính mình để giải quyết cho triệt để rồi." Trương Thanh Thanh lên tiếng: "Điều này không thể trách ai, chỉ vì gia gia hành sự thật kinh người, khiến cho thủ hạ thân tín phải rời bỏ, con gái không dám tin mình, chẳng còn người thân cận nào, chẳng còn ai dám tin tưởng nữa." Trương Dân Trúc cười lạnh: "Ta không có người thân, cũng không có ai đáng để tin tưởng. Ngươi là con gái của ta, Lệ Hoa là vợ của ta, hai người có thể khiến ta tin tưởng được hay không?" Trương Thanh Thanh và Âm Lệ Hoa đều cúi đầu xuống. Trương Dân Trúc mềm giọng đi rồi nói: "Con người là như vậy đó, đòi hỏi người khác thì quá hà khắc, tự phê bình mình lại quá rộng lượng. Nên ta không trách các người, cũng không cầu mong gì ở các người. Ta cảm thấy người đáng tin tưởng nhất vẫn là chính mình. Trừ khi ở trong trường hợp sống chết, con người mới có thể một lòng một dạ đi theo người khác. Tạ Linh Vận, ngươi còn theo phe ta nữa hay không?" Tạ Linh Vận ngẩn người ra hỏi: "Lão gia còn dám dùng tại hạ hay sao?" Trương Dân Trúc cười rộ: "Sao lại mà không dám chứ? Loại người mà ta hứng thú nhất chính là cái loại người như ngươi đó. Ngươi có giả tâm, ta cũng là người có giả tâm. Ta mạnh hơn ngươi thì ngươi nghe lời ta, ngươi mạnh hơn ta thì ta nghe lời ngươi. Chúng ta lợi dụng lẫn nhau mới thật sự là đồng minh tốt nhất. Ngươi đừng cảm thấy bị lợi dụng khi mới vào Hội Long Hoa. Thời gian đầu ta chịu quỷ khúc còn hơn ngươi bây giờ nhiều." Tạ Linh Vận cũng mỉm cười nói: "Lão già đã nói vậy thì ta không còn gì phải lựa chọn nữa. Sống với lão già thì ta còn có ngày nổi bật trên chốn giang hồ. Bất luận thế nào cũng tốt hơn nhiều so với kiểu sống yếu hèn trước mặt của Quang Sơn Nguyệt." Trương Dân Trúc cười thành tiếng rồi hỏi: "Thế thì hay quá, còn các ngươi thì sao đây?" Rõ ràng câu hỏi này là muốn ám chỉ Kỳ Hạo và Lưu Ảo Phô. Tạ Linh Vận đón lời nói: "Trước sau gì Kỳ Hạo vẫn đi theo tại hạ, còn Lưu lão đệ lại là một người không có tham vọng. Ai chống đối Quang Sơn Nguyệt thì Lưu lão đệ sẽ nghiêng về người đó." Trương Dân Trúc gật đầu: "Xem ra số người theo phe ta vẫn rất là kiên cường." Trương Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng hỏi: "Lưu Ảo Phu, nếu ta bảo ngươi tách rời khỏi nhóm đó, ngươi có đồng ý hay không?" Lưu Ảo Phu không nén nổi do dự. Tạ Linh Vận liền nói: "Lưu lão đệ, Quang Sơn Nguyệt còn chưa chết thì lão đệ không cần phải suy nghĩ vụ này nữa. Mà giả tỷ như Quang Sơn Nguyệt chết rồi thì lão đệ cũng không có nhiều cơ hội đâu. Nữ nhân chính là nữ nhân, họ đã trao ai trái tim rồi thì không có người nào khác xen vào được nữa đâu. Vì thế ta khuyên lão đệ suy nghĩ kỹ lại đi." Quả nhiên Lưu Ảo Phù nghiến răng rồi nói: "Thanh Thanh, muội đã xóa hẳn ba chữ Quang Sơn Nguyệt trong trí nhớ đi đã. Lúc đó muội có cần điều gì, huynh không do dự chặt cái đầu xuống cũng dâng cho muội được mà." Trương Dân Trúc cười ha hả:
Không được đâu, Lệ Hòa chỉ mới nghe người ta kể vài câu chuyện mà nó đã chết mê chết mệt với thằng Quang Sơn Nguyệt rồi, tới cái mức là tính mạng cũng không có cần tới. Thế thì các ngươi làm sao có thể tranh giành với hắn chứ? Trong lòng của nữ nhân thì hắn là một thần tượng được tôn thờ mãi ở trên cao. Dù cho chúng ta có thể lật đổ pho thần tượng đó đi, đạp dưới chân của mình để xua bớt tức tối ở trong lòng, thì vẫn không thể xóa hết những ký ức về hắn trong lòng cô bọn nữ nhân u tối này. Lời nói này làm cho Lưu Áo Phu, Thẩm Quân Lượng và Kỳ Hạo đều lỗ giá thù nghịch nhìn trừng trừng vào Quan Sơn Nguyệt. Trương Dân Trúc mỉm cười rồi nói tiếp. Đừng dối, không cần dối đâu. Đối phó với thằng Quan Sơn Nguyệt này thì từ từ cũng không có muộn. Áo Phu à, tên họ Khổng là gánh nặng của chúng ta đó, người phải thu dọn hắn trước đi. Lưu Áo Phu chỉa kiếm ra, tiến về hướng Khổng Văn Kỷ. Quan Sơn Nguyệt vội đưa kiếm ra cản lại. Khổng Văn Kỷ mỉm cười. Cứ để hắn qua đây đi, ta chẳng có ngại gì lắm đâu. Quan Sơn Nguyệt nói. Thanh kiếm trong tay của hắn không phải là vũ khí bình thường đâu. Khổng Văn Kỷ vẫn nói với giọng bình tĩnh. Ta biết, sau khi giết Phi Tràng, ta đã chuẩn bị để chờ hắn để làm khó dễ mình. Dĩ nhiên ta đã có sách lược đối phó với thanh kiếm của hắn rồi. Quan Sơn Nguyệt nghe y nói nắm chắc phần thắng như vậy, chàng bèn lùi sang một bên. Lưu Ảo Phù đưa kiếm chỉ vào Khổng Văn Kỷ la lên. Lấy vũ khí ra đi, ta phải trả thù cho Phi Tràng. Khổng Văn Kỷ thản nhiên đáp. Cây quạt xếp của ta chính là vũ khí đó. Trong quạt có giấu mười mấy loại ám khí lợi hại. Nhưng người có thể yên tâm, ta chưa cần sử dụng ám khí đối với người độc. Nói xong y xếp cây quạt lại cất vào trong bọc. Lưu Áo Phu không nén nổi, ngẩn người ra. Khổng Văn Kỷ mỉm cười. Xưa nay ta vẫn là người như thế, ai khách sáo với ta thì ta khách sáo với người đó. Lúc nãy người không nhân lúc ta đang bận tay mà xuất thủ ngay, nên ta cảm thấy dùng ám khí hại người là không có công bằng. Nếu người có lòng độc ác muốn lợi dụng thời cơ thì e rằng người đã nằm dưới đất lâu rồi. Y thuật của Trương Dân Trúc có tinh xảo gấp 10 lần cũng không cứu nổi người đâu. Lưu Áo Phu ngạc nhiên kêu lên. Vậy là người muốn ứng chiến với ta bằng đôi tay không? Khổng Văn Kỷ ngạo nghễ nói. Không sai, ngoài cái quạt xếp ra ta chỉ có đôi bàn tay không. Nhưng ngươi đừng có cho rằng hai bàn tay của ta dễ đối phó đâu nha. Thành kiếm của ngươi chưa chắc đã hơn nổi bàn tay của ta đâu. Lưu Áo Phu giận dữ, y dung kiếm lên chém tới. Khổng Văn Kỷ ngang nhiên đưa tay chộp lấy. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc xanh cả mặt, nhất là Quan Sơn Nguyệt. Quan Sơn Nguyệt biết trong năm thanh ngũ vị kiếm thì thanh tử sanh này là lợi hại nhất. Nếu là binh khí bình thường thì bậc cao thủ có thể dựa vào khí công để đỡ gạt vài chiêu. Nhưng đối với thanh kiếm tử sinh này, bất kỳ chân khí hộ thể nào cũng khó mà cản trở được nó. Khổng Văn Kỷ đưa tay chụp như vậy đúng là quá mạo hiểm. Lưu Ảo Phù cũng phải ngẩn người ra. Y bèn thu kiếm về lùi lại vài bước, hoành kiếm lớn tiếng nói. Người điên rồi hay sao? Lại dùng tấm thân máu thịt để mà cản trở bảo kiếm của ta? Khổng Văn Kỷ cười rộ. Kiếm có thể gọi là bảo kiếm thì phải sắc bén đến mức phá được cả sắt thép. Thanh kiếm của người ngay cả cơ thể bình thường bằng xương bằng thịt cũng không có dám đụng. Thế thì cái chữ bảo đó phải đổi thành cái chữ phế rồi. Lưu Áo Phù giận dữ nói. Tự ngươi muốn tìm cái chết không thể quán ta được. Nói xong y lại ra chiều. Tạ Linh Vận nhắc nhở Lưu Ảo Phù. Lưu lão đệ, mức độ sắc bén của thần kiếm là không thể nghi ngờ. Hắn to gan như thế chính là vì muốn tạo nên ảo giác trong tâm lý của lão đệ, làm cho lão đệ phải kiêng dè khi ra tay mà thôi. Lão đệ đừng có bị lừa như vậy. Lưu Ảo Phù hỏi lại. Tạ huynh nghĩ là hắn dám dùng tay không để đoạt lấy thanh kiếm của đệ hay không vậy? Tạ Linh Vận đáp. Nếu lão đệ cứ phóng tay ra chiêu thoải mái thì chắc chắn hắn không có dám đâu.
Lưu Ảo Phu khựng lại một chút rồi nói: Tạ huynh nói rất đúng, đệ tin rằng cho dù hắn cầm vũ khí cũng không thể kháng cự được kiếm thần của đệ, nên mới cố ý dùng tay không để ứng chiến. Hắn làm như vậy là để lừa gạt đệ, có điều hắn đã quá coi thường đệ rồi. Cho dù trong tay của đệ là một thanh kiếm bình thường cũng không đến nỗi bị hắn đoạt được bằng tay không. Khổng Văn Kỷ cười ha hả: Ngươi không tin thì cứ thử xem đi. Lưu Ảo Phu nhẹ nhàng đâm ra một kiếm. Tuy y không tin rằng Khổng Văn Kỷ thật sự có thể đoạt được thanh kiếm, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có phần cảnh giác, nên xuất chiêu vô cùng thận trọng. Khổng Văn Kỷ chỉa hai ngón tay ra nhanh như chớp để kẹp lấy lưỡi kiếm, tay kia xuất thủ gạt vào cùi chỏ của Lưu Ảo Phu. Quả nhiên là một chiêu đoạt kiếm cực kỳ quyền diệu. Lưu Ảo Phu một mặt rùng mình, một mặt đắc ý cười rộ: Khổng Văn Kỷ, ngươi thật là to gan, muốn dùng tay không để đoạt kiếm của ta thật sao? Nói xong y chuyển bộ nhanh chóng tránh khỏi cái gạt của Khổng Văn Kỷ, rồi xoay ngược cổ tay, muốn dùng lưỡi kiếm để hất đứt những ngón tay của Khổng Văn Kỷ. Khổng Văn Kỷ chỉ dùng hai ngón tay kẹp vào lưỡi kiếm, nên lực đạo không thể mạnh hơn Lưu Ảo Phu cầm kiếm trên tay được. Nhưng Khổng Văn Kỷ biết vậy nên gắng gượng đấu sức, mà dùng nhu kình để rất quyển chuyển. Lưu Ảo Phu xoay chuyển mấy lần, ngón tay của Khổng Văn Kỷ vẫn như dính trên lưỡi kiếm mà chuyển động theo thế kiếm của Lưu Ảo Phu, hoàn toàn không bị lưỡi kiếm uy hiếp. Lưu Ảo Phu lo lắng không xoay sở được nữa mà đổi chiêu thức thành đưa tới giật về. Nhưng cánh tay của Khổng Văn Kỷ cũng rất là sống động, theo đó mà tới lui. Tạ Linh Vận nhìn thấy rồi hét lên: Lưu lão đệ, sao lại sơ suất như vậy? Ta đã cảnh cáo lão đệ rồi, xuất thủ phải dứt khoát, phải sử dụng cho hết lực lượng của kiếm chiêu, quyết không để cho hắn khống chế đâu. Câu nói này không những đã nhắc nhở Lưu Ảo Phu, cũng nhắc nhở Quan Sơn Nguyệt, nên Quan Sơn Nguyệt liền lớn tiếng kêu lên: Khổng tiên sinh, buông ra nhanh lên, thanh kiếm của hắn có chỗ kỳ lạ đó. Lưu Ảo Phu cười nhạt: Lúc này muốn buông tay thì đã quá muộn rồi. Y tích tụ công lực vào trong cổ tay, thân kiếm đột nhiên phóng ra những tia sáng kỳ diệu, kiếm quang màu tím sáng đến chói mắt. Đó chính là sát khí đặc biệt của thanh kiếm đó, lợi hại vô cùng. Quan Sơn Nguyệt lo lắng vội dung thanh thanh sát kiếm lên chém tới. Chàng chỉ muốn giữ lại tính mạng cho Khổng Văn Kỷ, chứ cánh tay họ Khổng thì coi như đã hỏng rồi. Hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên những tiếng công công, lực đạo phản chấn đẩy hai người lùi ra xa. Khi Quan Sơn Nguyệt nhìn lại hiện trường, thấy hai ngón tay của Khổng Văn Kỷ vẫn còn kẹp vào thanh tử xính của Lưu Ảo Phù, thì tay không đứng ngẩn mặt ra. Tình trạng này thật sự không thể tin được. Khổng Văn Kỷ xoay tay nắm lấy chùy thanh tử xính, rồi mỉm cười nói: Quan lão đệ, lão đệ quá khẩn trương rồi. Nếu ta không chuẩn bị đầy đủ thì làm sao dám dùng tay bằng xương bằng thịt để thử độ sắc bén của thanh kiếm kia. Nhưng may mà chiêu kiếm của lão đệ đã giúp ta làm tiêu hao một phần công lực của hắn, khiến ta có cơ hội điểm vào huyệt đạo của hắn rồi đoạt được thanh kiếm này vào tay. Nhưng Quan Sơn Nguyệt vẫn không thể tin vào sự thật ở trước mắt. Chàng không thể tin được mấy ngón tay của Khổng Văn Kỷ không bị tổn thương chút nào dưới kiếm khí của thanh tử xính. Khổng Văn Kỷ cũng biết Quan Sơn Nguyệt nghĩ gì, y bèn mỉm cười dặn 10 ngón tay vào nhau một cái, không chỉ có tiếng lục cục của khớp xương mà còn nghe mấy tiếng ken ken của kim loại. Thì ra 10 ngón tay của Khổng Văn Kỷ được bọc bằng gang thép. Nhưng gang thép nào mà có thể chống đỡ được với kiếm khí của thanh tử xính chứ? Khổng Văn Kỷ đắc ý cười lớn: Còn nhớ lúc ở Đã Tiễn Lô ta quỷ hoại thanh hoàng điệp kiếm của ngươi hay không? Ta thấy chất liệu của thanh hoàng điệp kiếm đó phi phàm, tuy đã nát vụn nhưng bỏ đi thì rất uổng, nên mới thu gom lại để rồi chế ra một bộ ngón tay này. Không ngờ rất có hiệu quả. Bây giờ hai thanh bảo kiếm đều lọt vào tay của chúng ta rồi, chúng ta có thể liên thủ để làm khó chúng một phen. Tình hình thay đổi vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chốc lát, những kẻ uy hiếp đã trở thành bị uy hiếp.
Điều này làm cho Trương Dân Trúc, một con người vô cùng trấn tĩnh, cũng phải lộ vẻ kinh hoàng. Lão hú lên một tiếng, tức tốc dẫn thuộc hạ đào tẩu. Trương Thanh Thanh lên tiếng: "Vì hãn hải tâm pháp nên phụ thân muội mới cố gắng tránh xuất thủ trước mặt của quan đại ca. Nhưng nếu trường hợp bắt buộc ông ấy bất chấp tất cả mà ra tay nghênh chiến thì kết quả có thể khó mà tưởng tượng được. Người đầu tiên bị nạn chắc chắn là Khổng Tiên Kỷ." Khổng Tiên Kỷ có phần tức giận lên tiếng: "Trong tay Khổng Mổ có một cây quạt xếp không đến đổi trói tài trói chân như vậy. Y thuật của Trương Dân Trúc có tinh thông hơn nữa, ta tin chắc rằng y vẫn không giải được thuốc độc trên kim trâm của ta." Trương Thanh Thanh mỉm cười nói: "Kim trâm của tiên sinh giấu trong cây quạt xếp quyết không nhiều hơn 3 cây, tối đa chỉ có thể giết chết 3 người thế mạng mà thôi. Chờ đến khi phi trâm dùng hết thì..." Khổng Văn Tỷ kinh hãi nói: "Tại sao cô nương biết trong quạt của tại hạ chỉ có 3 cây phi trâm vậy?" Trương Thanh Thanh đáp: "Chỉ có cương lôi giết chết được nhân giao là làm cho ông ấy kinh ngạc. Còn tiên sinh có bao nhiêu bản lĩnh khác già già của ta đều biết cả rồi." "Tiên sinh đừng có quên, tuy rằng cha của ta và ta có tâm sự khác nhau, nhưng ông ấy vẫn không muốn nhìn thấy ta chết dưới tay của tiên sinh, đương nhiên đã báo cho ta biết trước." Khổng Văn Kỷ ngơ ngác. Trương Thanh Thanh nói tiếp: "Bây giờ gia gia nải lòng kiên kỵ đối với tiên sinh. Nếu hôm nay ép ông ấy vào đấu, ông ấy nhất định sẽ tìm cách trừ khử tiên sinh rồi mới bỏ đi." Bây giờ Khổng Văn Kỷ mới có phần yên tâm nói: "Cảm tạ hảo ý của cô nương, có điều cho dù Khổng Mổ này bỏ mạng thì ít nhiều cũng phải lấy lại ít vốn. Tối thiểu bọn người đi theo kẻ ác đừng có hòng sống sót tên nào." Trương Thanh Thanh à một tiếng rồi nói: "Cũng có thể là như vậy, nhưng tiên sinh thí mạng với bọn họ có đáng hay không?" Khổng Văn Kỷ cười: "Phụ thân của cô nương không có cách nào giết chết Quan Sơn Nguyệt nên phải dựa vào tay người khác. Còn ta thì trừ khử bọn đó đi, gián tiếp làm mỏng lực lượng của ông ấy." Trương Thanh Thanh cười lớn: "Nói vậy thì càng sai. Có những người đó ở đây, gia gia ta tuy rằng có giả tâm, nhưng hành xử ít nhiều cũng phải kiêng dè. Nếu ép ông ấy đến mức không người giúp đỡ thì chắc chắn ông ấy sẽ dùng hết tâm trí của mình mà triển khai độc kế âm mưu, càng khiến cho người ta khó phòng bị." Quan Sơn Nguyệt cất tiếng hỏi: "Thanh Thanh, ngoài ca ca ra không còn ai có thể đối phó với cha muội hay sao? Còn ông ấy lại không chịu giao đấu trực diện với ca ca. Sự việc cứ kéo dài thêm mãi thì phải giải quyết như thế nào chứ?" Trương Thanh Thanh nói: "Điều này cũng chưa chắc. Hiện giờ nhân giao của cha muội đã chết rồi. Ông ấy mất đi một lợi khí giết người. Nếu có một người khác trợ lực thì chắc chắn có thể ép ông ấy vào cảnh tuyệt vọng." Quan Sơn Nguyệt liền hỏi: "Là ai?" Trương Thanh Thanh mỉm cười: "Trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể khiến cha muội bị bó tay đây?" Quan Sơn Nguyệt lên tiếng: "Điều này ca ca nghĩ không ra. Cha của muội đã luyện được bí kíp hãn hải tầm pháp, càng dùng võ công đối phó với ông ta thì càng làm cho ông ấy mạnh thêm. Nhưng nếu không dùng võ công thì làm sao thắng nổi ông ấy?" Trương Thanh Thanh lại nói: "Cho nên người này phải có võ công cao cường nhưng không bị hãn hải tâm pháp của cha muội hấp thụ. Ca ca nghĩ đi, trên võ lâm bây giờ có ai phù hợp điều kiện này?" Khổng Văn Kỷ lắc đầu: "Ta nghĩ không thể có một người như vậy, trừ khi Quan Sơn Nguyệt chịu công khai bí kíp hãn hải tâm pháp ra, nói cho nhiều người biết hơn, lúc đó quả may." Quan Sơn Nguyệt than thở: "Cách đó không được, không phải tại hạ cố ý giấu giếm. Hãn hải tâm pháp vì ích kỷ mà thật sự tâm pháp này quá độc đi, đối với võ lâm chỉ có ảnh hưởng xấu mà thôi. Trương Dân Trúc chính là một ví dụ mà ngay cả sư phụ của tại hạ cũng tránh không khỏi." Khổng Văn Kỷ không tin lên tiếng hỏi: "Tại sao ngươi lại không bị ảnh hưởng vậy?" Quan Sơn Nguyệt nói một cách nghiêm chỉnh: "Khổng tiên sinh, khi ta nói ra có thể tiên sinh không tin, ta thật sự là người duy nhất không bị ảnh hưởng, nên Trương Dân Trúc mới e ngại ta. Ta tiến bộ rất chậm, chỉ thu hút võ công của người khác từng chút một, phối hợp với nỗ lực của bản thân mình mà tiến bộ dần dần. Nếu đổi là một người khác tham lam cầu tiến thì kết quả chỉ tạo tên loài người giống như Trương Dân Trúc mà thôi. Sư phụ của ta đã thấy được vấn đề này nên học được một nửa liền ép mình dừng lại.
miễn cưỡng chưa đi vào đường tà, nhưng đã bị hại không phải là nhẹ. Không Gian Kỷ cười lạnh. Đó chính là dụng tâm năm xưa lệnh sư đi thăm viếng các phái võ lâm hay sao? Quan Sơn Nguyệt thở nhẹ ra rồi nói. Không sai. Năm ấy sư phụ tại hạ vì bị ảnh hưởng của tâm pháp mà hành sự có phần cực đoan. May mà ông ấy đã quay đầu thấy bờ, biết là đường mê, bèn đi ngược lại, chọn ta làm đệ tử nối nghiệp để tránh khỏi động thủ với người khác. Rồi ông ấy ẩn mình trong Long Hoa hội, thuyết phục được Lâm Hưng Đình tiên tử cùng ẩn giật. Hai người tạ tuyệt nhân tình thế thái để mà tránh khỏi sự nhấn chìm quá sâu. Trương Thanh Thanh mỉm cười. Các huynh nói chuyện đã thân thiết đến thế rồi, hẳn hải tâm pháp thật sự không nên công khai. Năm xưa muội cũng đã nhìn thấy trên người của Quan đại ca, đã đọc đến mức biết mình phải cảnh tỉnh lúc cuối cùng. Nhưng vì e sợ định lực không đủ mà bị rơi vào đường ác, nên không dám nghiên cứu vào sâu. Nếu như Khổng tiên sinh cũng tin như vậy, tốt hơn hết là bỏ ý đồ này đi. Khổng Gian Kỷ lên tiếng hỏi. Thế thì cô nương muốn đề xuất người nào để mà hợp tác đây? Trương Thành Thành đáp. Người này đương nhiên phải có phẩm tính trời sinh, võ công phải là thiên tài vượt mức bình thường, để hãn hải tâm pháp không còn tác dụng. Khổng Gian Kỷ lại cãi. Làm gì có người như vậy? Hoàng Sơn Nguyệt bỗng lớn tiếng kêu lên. Ta biết là xa thần. Trương Thanh Thanh gật đầu một cái. Còn Khổng Gian Kỷ không hiểu hỏi. Xà thần là ai vậy? Hoàng Sơn Nguyệt đáp. Xà thần là một con quái vật nửa người nửa rắn, nhưng đã được Thanh Thanh cảm hóa thuần phục, mất đi thú tính. Võ công của nó đúng là được trời sinh. Trương Thanh Thanh thở dài. Hey, xà thần là bùa hộ mạng của muội, dùng để khắc chế cha của muội. Chính vì nhân giao nên muội không dám mang xà thần ra, để tránh khỏi bị hại. Nếu muội biết sớm cương lôi của tiên sinh có thể hủy hoại nhân giao, thì lần này đã đưa xà thần đến đây, chỉ vài hôm nay là đã giải quyết được vấn đề. Khổng Gian Kỷ ngẩn ra một chút rồi hỏi. Đã có một con người như thế này, chúng ta còn phải chờ đợi cơ hội gì nữa? Trương Thanh Thanh trầm ngâm một lúc rồi mới nói. Quan đại ca, muội có một yêu cầu, không biết quan đại ca có đồng ý hay không? Quan Sơn Nguyệt nói ngay. Thanh Thanh, bất cứ yêu cầu gì của muội, ca ca đều đồng ý cả. Trương Thanh Thanh cười đau khổ. Thế thì muội yên tâm rồi, ca ca. Khổng tiên sinh và xà thần, ba người liên thủ thì tất nhiên có thể chế phục gia gia của muội. Đến lúc đó, Quan Sơn Nguyệt không đợi cho Trương Thanh Thanh nói hết, chàng xen vào. Muội muốn ca ca tha cho cha muội có phải không? Trương Thanh Thanh nói nhỏ. Làm sao ca ca nghĩ ra vậy? Quan Sơn Nguyệt đáp. Tại vì muội chỉ nói chế phục cha của muội trước sau, vẫn không nói là giết chết ông ấy mà. Trương Thanh Thanh ảm đạm nói. Đúng vậy, muội xin ca ca giữ lại tính mạng của cha muội. Điều này không chỉ vì tình riêng, nếu không thì muội đã không thể đứng bên ca ca để chống đối với cha mình. Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ còn có lý do nào khác phải giữ lại tính mạng của ông ấy hay sao? Ánh mắt của Trương Thanh Thanh đã ướt. Có chứ, y thuật của ông ấy đã đến cảnh giới không ai sánh kịp. Nếu không thể dùng để cứu nhân độ thế thì quả thật rất uổng phí. Thế gian không nhờ được nữa. Nếu có thể tìm cách sử dụng y thuật đó để cứu nhân độ thế thì ông ấy sẽ cống hiến rất nhiều cho thế gian này. Quan Sơn Nguyệt thẳng thắn nói. Dĩ nhiên là có lý, nhưng làm sao mới có thể đưa sở học của ông ấy vào con đường chân chính? Chẳng lẽ muội muội dùng tình cảm để cảm hóa ông ấy hay sao? Trương Thanh Thanh lắc đầu. Không, cha của muội đã nhún chân vào hố bùn rất sâu, không thể kéo lên được nữa. Nhưng không thể cứu, vẫn còn phương pháp có thể không cho ông ấy tiếp tục làm việc ác. Quan Sơn Nguyệt vội hỏi. Phương pháp gì vậy? Trương Thanh Thanh nói. Loài rắn làm hại con người là dựa vào răng độc. Nếu nhổ chiếc răng độc đi thì chúng ta có thể nuôi được rắn. Đợi khi huynh chế phục được cha của muội thì muội có phương pháp để cho cha muội vĩnh viễn không thể sử dụng võ công. Từ đó ông ấy sẽ trở nên hoàn toàn vô hại. Quan Sơn Nguyệt nghe xong cười lớn. Thanh Thanh, chỉ cần muội nắm chắc vấn đề này thì ca ca không có gì để nói nữa.
Ta ca với cha muội không phải là có thù oán không đội trời chung gì cả. Hơn nữa ca ca đã từng chịu ơn ông ấy mà. Thần sắc của Khổng Dân Kỷ trầm lắng hẳn lên rồi nói. Nhưng ta lại có mối ân oán không thể giải với ông ấy. Điều này phải giải quyết như thế nào đây hả? Quan Sơn Nguyệt ngẩn người ra. Khổng tiên sinh, lệnh huynh chết dưới tay ta cơ mà. Khổng Dân Kỷ giận dữ nói. Nếu không có âm mưu của hắn thì ngươi làm sao giết được huynh trưởng của ta dễ dàng như vậy? Trương Thanh Thanh trầm hẳn sắc mặt xuống lên tiếng. Khổng Dân Kỷ, thiện ác đều là quả báo, tự mình chuốc lấy. Năm xưa lệnh huynh chuyên môn làm điều ác thì sẽ không chết uổng mạng như thế. Nếu tiên sinh quyết không quên mối thù này thì ta cũng đành chịu. Nhưng dù sao ta cũng không thể giúp đỡ người khác tìm cách báo thù cha ta. Tiên sinh phải tự mình lo liệu đi. Khổng Văn Kỷ ngớ ngẩn người ra một lúc rồi nói. Nếu ta thà Trương Dân Trúc thì còn mặt mũi nào gặp huynh trưởng nơi Cửu Tuyền nữa? Trương Thanh Thanh cười nhạt. Trên thế gian này lệnh huynh còn có một đứa con gái. Tiên sinh lo lắng đầy đủ cho cô ấy rồi giao phó lại trách nhiệm là được rồi. Khổng Văn Kỷ nghĩ ngợi một hồi cảm thấy không làm gì khác hơn được lên tiếng nói. Được, ta tạm thời tiếp nhận điều kiện này. Nhưng phải có một hạn chế. Chỉ cần cha của cô nương còn một chút võ công trên người thì ta không bỏ qua ý niệm trả thù đâu. Trương Thanh Thanh liếc y một cái rồi hỏi. Tiên sinh không tin tưởng lời của ta? Khổng Văn Kỷ nhún vai rồi cười. Không, ta chỉ đang kiếm cách hợp lý để tự trấn an. Nếu cha của cô nương hoàn toàn mất hết võ công, trở thành một người không có khả năng phản kháng, thì ta giết ông ấy không thể gọi là trả thù. Hơn nữa giết một người không biết võ công đối với danh dự của nhà họ Khổng lại càng là một chuyện sỉ nhục. Trương Thanh Thanh nói giọng lạnh nhạt. Được rồi, chúng ta quyết định như vậy. Nhưng ta có điều phải cảnh cáo tiên sinh. Tiên sinh đừng tưởng rằng cha ta mất đi võ công thì không có khả năng chống đỡ. Nếu tiên sinh muốn hà hiếp ông ấy, không chừng người xui xẻo chính là tiên sinh. Ta nói vậy cũng là muốn tốt cho tiên sinh. Bây giờ tiên sinh đã đi trên con đường chính đạo. Ta không nhẫn tâm nhìn thấy tiên sinh chịu kết quả thê thảm. Khổng Văn Kỷ vẫn bình tĩnh nói. Ta hãy nói là làm. Nếu ông ấy mất sạch võ công thì ta tuyệt đối không làm phiền ông ấy. Ngược lại nếu ông ấy còn một chút xíu võ công thì những lời hứa với cô nương với Quan Sơn Nguyệt có chỗ đáng nghi ngờ. Nếu ta hạ thủ ông ấy không thể trách là ta quá đáng đâu. Quan Sơn Nguyệt gật đầu. Lời nói của Khổng tiên sinh không phải là vô lý. Nếu Trương Dân Trúc vẫn còn võ công thì chúng ta không có cách nào để hướng ông ấy về chính đạo. Lúc đó ngay cả tại hạ cũng sẽ không có tha cho ông ấy. Trương Thanh Thanh cười nhẹ không nói gì nữa. Hình như Khổng Văn Kỷ tranh luận dông dài chỉ vì muốn Quan Sơn Nguyệt nói ra miệng như thế. Mục đích đã đạt được rồi nên y không nói gì nữa. Lúc này Điền Quyển Hoa đang đứng một bên nhẹ nhàng lên tiếng. Trời sáng rồi, mọi người ở đây đều mệt mỏi suốt đêm nay, nên nghỉ ngơi chốc lát đi, để ta sai người chuẩn bị điểm tâm. Nói xong nàng định rời khỏi chỗ đó, Trương Thành Thành bỗng lên tiếng. Điền đại tỷ, trong Giang Ma Sơn Trang, ngoài con nha đầu ở bên đại tỷ ra, không tìm thấy ai còn sống nữa, hay là để muội muội giúp tỷ tỷ một tay. Điền Quyển Hoa không nén nổi sự ngẩn người, sắc mặt của bà thay đổi hẳn rồi hỏi. Những người trong Giang Ma Sơn Trang như thế nào rồi? Trương Thanh Thanh đau khổ gượng cười nói. Chết hết cả rồi. Quan Sơn Nguyệt cũng thay đổi sắc mặt. Giang Ma Sơn Trang có hơn 300 người. Đều bị cha của muội giết chết hết rồi sao? Trương Thanh Thanh lắc đầu. Đừng trách gia gia của muội. Lần này do muội hạ thủ. Điền Nguyễn Hoa kinh hãi hỏi. Do muội hạ thủ? Sao muội có thể làm nổi chứ? Trương Thanh Thanh khẽ mỉm cười lộ ra hàm răng trắng sáng. Không có gì khó khăn cả. Muội gom họ vào một thung lũng, rồi xả đập nước, đã chuẩn bị trước ở một thung lũng khác. Thế là họ rời khỏi thế gian này. Không liên tuyết gì cả. Quan Sơn Nguyệt lắc đầu. Thành Thanh, huynh thật sự không tin là muội. Huynh nghĩ rằng chuyện này do cha muội gây nên, tại sao muội lại mạo nhận tội danh này tha cho ông ấy chứ? Thần sắc của Trương Thanh Thanh rất trang trọng. Quan đại ca, lần này ca ca nhìn lầm rồi. Để giết nhiều người như vậy, muội đã phải tranh luận với gia gia một phen gần tới mức cãi nhau đó. Quan Sơn Nguyệt ngạc nhiên nói. Thế thì đúng là muội rồi.
Thanh Thanh muội xưa giờ vẫn là người rất nhân từ, tại sao hôm nay lại gây nên một chuyện độc ác đến như vậy? Muội có biết ở đây tổng cộng đến hơn 300 mạng người hay không? Trương Thanh Thanh nghiêm nghị nói: đương nhiên là muội biết nên muội mới ra tay. Trước đó muội đã tính toán rất kỹ càng, nếu không hy sinh 200-300 nhân mạng này thì rất có thể sẽ có hàng vạn người mất mạng. Ca ca biết tại sao cha của muội chống đối với muội trong này hay không vậy? Điền Nguyễn Hoa lập tức nói: ta hiểu rồi, cha của cô nương muốn sử dụng họ. Trương Thanh Thanh gật đầu: đúng vậy. Rồi tại sao cha của muội phải tới Vạn Ma Sơn Trang? Nếu chỉ để tìm cách hãm hại quan đại ca thì có rất nhiều phương pháp và có thể chọn lựa những nơi khác, không cần phải đi xa như vậy. Điền Nguyễn Hoa thở ra một hơi dài nói: những người đó đều là hung thần ác quỷ, một khi cha của cô nương kềm chế thì sẽ là hại nhân gian rất nhiều, đây thật sự là một kiếp nạn lớn. Thanh muội, muội làm như thế rất đúng. Bây giờ Quan Sơn Nguyệt mới hiểu được dụng tâm của Trương Thanh Thanh, chàng không nén nổi sự áy náy vì thái độ vừa rồi. Trương Thanh Thanh mỉm cười nói: thật ra ca ca và tỷ cũng nên làm như thế từ lâu rồi. Ngoài mười mấy người được phái ra ngoài, những người ở trong sơn trang đều là những kẻ cùng hung cực ác. Điền Nguyễn Hoa nhỏ nhẹ rồi nói: tỷ tỷ hiểu, trước khi tiên phu chết đi, ông ấy từng nhắc nhở đến việc này. Trương Thanh Thanh lập tức cười thành tiếng: Điền tỷ tỷ, quan đại ca chưa chết, tỷ tỷ đâu cần nói là tiên phu. Muội biết chồng trước của tỷ tỷ là nhân vật kiệt xuất nên mới có sự xếp đặt khác thường như thế. Còn khả năng của tỷ tỷ trên thực tế không đủ để kế thừa sự nghiệp của ông ấy. Xin lỗi Điền tỷ tỷ, muội nói thẳng thắn quá lời. Điền Nguyễn Hoa thành khẩn đáp: không, muội không có nói sai tí nào cả. Trước khi ông ấy mất cũng e ngại tỷ không có khống chế được bọn ác đồ này, đã bảo tỷ tỷ là cứ tiêu diệt họ cho xong. Tỷ tỷ nghĩ đến chuyện này, xây dựng cơ nghiệp của ông ấy không phải là dễ dàng, một lòng muốn gìn giữ cho ông ấy nên đã cố gắng miễn cưỡng duy trì. Nhưng từ khi tỷ tỷ, Trương Thanh Thanh cười lớn, từ khi tỷ tỷ lấy quan đại ca thì đã thay đổi tâm ý của mình có phải không? Mặt của Điền Nguyễn Hoa đỏ hẳn lên. Không, ngay lúc đó tỷ đã nhận ra muốn thu dọn sơn trang rồi theo quan đại ca bôn tẩu giang hồ. Nhưng lúc đó tỷ tỷ đang bị thương, đi lại không thuận tiện, hơn nữa cũng vì... Trương Thanh Thanh mỉm cười. Tỷ tỷ sợ quan đại ca không đồng ý, nói rằng tâm địa của tỷ tỷ quá ác có phải không? Điền Nguyễn Hoa nói: đúng vậy, tỷ tỷ tin rằng quan đại ca quyết không đồng ý. Còn tỷ tỷ sau khi bước đi bước nữa, tấm lòng đã trở nên mềm dẻo hơn. Thật sự không thể có được một quyết tâm cứng rắn như thế. Trương Thanh Thanh nghiêm trang nói: quan ca ca là một thánh nhân, nếu tỷ tỷ toàn tâm toàn ý muốn cùng chàng thì không những không giúp được chàng, ngược lại có thể là hại chàng. Ví dụ như sự việc này, nếu không có muội ở đây đưa ra quyết định như vậy, để cho nhóm quỷ thần hung ác đó chịu sự khống chế của cha muội, thì sẽ gây nên hậu quả như thế nào? Làm thê tử của quan đại ca thì không thể quá nhẹ lòng, phải biết thời cơ để mà phán đoán. Điền Nguyễn Hoa ủ rũ nói: sự kết hợp của hai ta rất là ngẫu nhiên, tỷ tỷ thật sự không có xứng đáng với chàng. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Sa Mạc Nhất Hùng phần thứ 71, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 72 trong chương trình kế tiếp. Trương Vũ xin tạm biệt.